Đây là một cái tính năng mà rất là sạch sẽ, giúp cho mình được bảo vệ sức khỏe này. Và thứ hai nữa là nó cũng hạn chế những cái việc phải sử dụng giấy vệ sinh. À, em chào chị ạ. Em cảm ơn chị đã đến tham quan showroom Kido ngày hôm nay cũng như là tham dự cái chương trình mà chúc mừng 19 năm sinh nhật của Kido Home ạ. À, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân để cho Kido Home cũng như là khách hàng của Kido Home được rõ không ạ? Chào bạn, tôi tên là Vân thì hiện nay đang là CEO của công ty Green Star City và hiện nay thì tôi đang ở khu vực Mễ Trì. Em được biết là chị Vân đã có trải nghiệm về dòng sản phẩm lắp bồn cầu thông minh rồi. À, sản phẩm này đang được Kido Home bày bán và được rất là nhiều khách hàng quan tâm sử dụng. Vậy thì với kinh nghiệm là một người đã từng trải nghiệm sản phẩm này rồi, thì lý do đặc biệt nào mà khiến chị Vân chọn mua dòng sản phẩm này ạ? Đối với cả dòng sản phẩm nắp bồn cầu thông minh này thì có 3 lý do mà mình lựa chọn. Cái đầu tiên ấy là mình rất là thích cái tính năng mùa đông thì ấm, bởi Sưởi vì ấm là mùa nhà đông. mình có trẻ con cho nên là khi mà mùa đông ấm thì sẽ rất là tiện cho các bé. Và thứ hai nữa thì mình cũng rất là thích một cái tính năng đó là sấy khô, bởi vì là khi mà ở trong nhà vệ sinh thì thông thường thì nó rất là ướt và khi mà có cái tính năng sấy khô thì bồn cầu thông minh nó tạo ra cảm giác là khô thoáng, rất là sạch sẽ, vệ sinh. Và cái điều thứ ba mà mình thích nhất đó là cái tính năng rửa trước và rửa sau, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ thì cái tính năng rửa trước khi mà đến thời kỳ đến tháng hay là đối với chị em ấy thì đây là một cái tính năng mà rất là sạch sẽ, giúp cho mình được bảo vệ sức khỏe này. Và thứ hai nữa là nó cũng hạn chế những cái việc phải sử dụng giấy vệ sinh, rất là mất vệ sinh. Và thứ hai là nó bảo vệ môi trường, thì đây là cái tính năng mà mình rất là thích khi mà sử dụng nắp bồn cầu thông minh. Có rất nhiều cái tính năng chị đã chia sẻ ở đây là về tính năng của nắp bồn cầu thông minh mà mình sử dụng đúng không ạ? Vậy thì trong cái dòng sản phẩm này khi mà mình so với dòng sản phẩm nắp truyền thống không có những cái tính năng này thì những cái có cái điểm nào hoặc là chị chưa hài lòng về sản phẩm này không ạ? Thực ra thì không bồn cầu thông minh thì nắp bồn cầu thông minh này thì mình rất là hài lòng. Tuy nhiên thì có một cái tính năng mà mình ít sử dụng thôi, Dạ tức vâng. là đó là cái tính năng tiết kiệm năng lượng, bởi vì gia đình nhà mình thì sử dụng thường xuyên rất là nhiều cho nên là không sử dụng nhiều lắm thôi, còn không có vấn đề gì cả. Chị có thể chia sẻ cho em thêm một chút thông tin là cái dòng sản phẩm lắp bồn cầu thông minh mà gia đình mình đang sử dụng là thuộc hãng nào được không ạ? Hiện nay thì gia đình mình đang dùng của Inax. À, vâng. Inox cũng là một trong những thương hiệu mà có sản phẩm lắp bồn cầu nó thông minh được nhiều khách hàng ưa chuộng. Vậy thì trong tương lai nếu mà mình muốn nâng cấp một cái dòng sản phẩm bồn cầu thông minh thì chị có ưu tiên cho những tính năng hoặc là ưu tiên cho dòng công nghệ nào không ạ? Hiện nay thì đang dùng và vẫn thấy tốt thì chưa có ý định nâng cấp đâu, Dạ nhưng vâng. mà trong tương lai thì có thể sẽ tham khảo một số những cái sản phẩm mới của bên Kido Homes, thì lúc Dạ đấy thì sẽ nhờ bên mình tư vấn sau. vâng. Em cảm ơn chị ạ. Chị là một cái khách hàng thân thiết của Kido Home cũng như là giúp đỡ Kido Home rất nhiều trong cái việc mà giới thiệu khách hàng cũng như là quảng bá sản phẩm nhé. Thì trong cái dịp sinh nhật 19 năm này của Kido Home thì không biết là chị có thêm góp ý gì để cho công ty phát triển hơn hoặc là có lời chúc nào cho sinh nhật 19 năm của Kido Home không ạ? À vâng, bởi vì là bản thân Vân khi mà vào showroom của Kido Homes cũng như là sử dụng sản phẩm của Kido Home thì thấy rằng đây là một cửa hàng showroom rất là uy tín, từ cái hàng sản phẩm hoàn toàn là chính hãng, giá cả thì rất là hợp lý, và đặc biệt là Vân thấy rằng cái phong cách phục vụ của các bạn ở đây thì rất là dễ thương và chu đáo. Vân chỉ mong rằng là các nhà tiêu dùng thông thái và các khách hàng thì hãy lựa chọn những cái sản phẩm chính hãng, và đặc biệt hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm mà trôi nổi hoặc là không chính hãng, thì chúng ta nên lựa chọn thông thái, và thực sự thì rất mong rằng với những cái tư duy về kinh doanh một cách chất lượng và dịch và mang lại chất lượng dịch vụ cho khách hàng như là của CEO của Kido Home á, thì Vân rất là mong là khách hàng sẽ lựa chọn và ủng hộ, đặc biệt là mong cho Kido Home 19 tuổi sẽ không ngừng phát triển và bứt phá, và đặc biệt là sẽ được nhiều khách hàng biết tới hơn. Dạ vâng. Em cảm ơn chị Vân ạ.